ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai ra đơn vì đường trần hai lối mong thôi từ đây biết ra sao. Em xin giới thiệu, đây là dàn trung thất rồi, model là Sony M, sorry, Victor MD77. Hầu như mẫu này về á là em đã đăng clip biết bao nhiêu dàn và hầu như là xuất sắc về chất lượng âm thanh. Thật sự các anh mua dàn này nói không hay, khiến em giảng lại câu nói cũ đúng không? Nhưng mà vì sao em nói vậy? Vì em quay clip rất nhiều, nắm bắt rất là nhiều dàn và em biết được dàn nào đánh hay ở cái phân khúc nào và chất lượng nó như thế nào. Dàn này mà nghe FM, AM là tuyệt vời luôn. Em hầu như hồi xưa em hay làm cái clip test luôn chức năng FM radio bắt full tần số, tại vì FM đó là 108 nha. Nhưng mà bây giờ ở thời gian gần đây em có test radio vì cái clip nó quá dài, các anh sẽ ngán xem. Dàn này mà bắt radio FM cực kỳ trong, trong veo luôn, nghe rất là chất lượng. Tại vì lúc trước em hay test cái đài mà nó 89.9, tức là 90 MHz đó, bắt nó trong veo. Dàn này thì chức năng gồm có 1, 2, 3 CD hoạt động ok, ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok, nhưng em MD không đọc nha. Em MD phía dưới này không đọc, cassette không đọc. Mình gồm có 2 thớt rời, nhìn phía trước tưởng là 4 thớt nhưng thật ra là 2 thớt rời. Đầu tiên đây là amply kim luôn cassette lọc equalizer, nhưng mà cassette không đọc dạng dây cô rơ. Thì mình nói về phần amply, công suất amply tương đối khá lớn nha, lên tới 125W. Với công suất này mình có thể sử dụng tốt tầm phòng 30 đến 40 mét vuông đều ok. Trên cái amply này mình có thể chỉnh được tăng bass 1, 2 nè, hồi nãy em chỉ tăng bass ở số 1 thôi nha, còn số 2 nữa bass cực kỳ lực, bây giờ cho lên số 2 luôn nè, chút xíu nghe nhạc đêm chứ không gì. Sụt rau, sorry lại nhầm. Chế độ equalizer chỉnh sau, mình có 6 chế độ lọc, disco, rồi ha, rồi like gì, rất là nhiều bóp rock ra. Thì tùy nhu cầu mà mình có thể chọn chế độ lọc equalizer để phù hợp với nhu cầu của mình. Hàng em bán là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm trung gian thì liên hệ với em. Em đang có chương trình khuyến mãi, các anh nào mà chuyển tiền đủ 100% thì em sẽ được tặng ri cái ngõ cái dây ao ít của Nhật để kết nối điện thoại nha. Chương trình này áp dụng từ ngày hôm nay, áp dụng cho tới cuối tháng luôn. Thì các anh nào mua dàn trung mà chuyển khoản đủ trung thất rời nha, chuyển khoản đủ thì được tặng dây ao ít kết nối điện thoại của Nhật miễn phí ri cho các anh. Thớt thứ hai gồm có 3 CD và MD, 3 CD hoạt động tốt. Nãy giờ mình nghe bài Vườn Tao Ngộ là qua CD, còn MD là không học đọc nha. Bây giờ em mở CD ra. Đây, đọc tốt các loại đĩa, cái đĩa lủng lỗ gì cũng đọc luôn, là các anh thấy nó đọc tốt cực kỳ rồi. 3 CD hoạt động ok, em sẽ cho cơ đĩa ra luôn nè cho các anh thấy. Loa zin theo dàn, 3 đường tiếng bass 16 cm, công suất của loa là 160W trên cặp loa. Loa hình thức rất là bắt mắt. Chiều cao của loa là 40 cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 70 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 30 đến 40 mét vuông nha. Bây giờ em quay mặt sau cho các anh tham khảo luôn. Ngõ ao ít cái nó điện thoại 2 đầu Avera 3.5, chuyển đủ được tặng, được tặng nhà dây này miễn phí, dây là của Nhật nha. Công suất của amply là 125W. Victor MD77. Nơi cắm anten AM/FM để nghe được radio bắt full tần số thì bên em có bán dây anten FM. Cái nào có cần mua thì liên hệ em, hoặc mình chế anten mình cắm nhà dây điện vào đây, dây lo vào đây vẫn bắt được.
Đây, hai thất rời như vậy. Lo góc cạnh đều ok nha. Công suất của lo là 80W một thùng, tức là 160W một cặp. Trở kháng của lo là 6 ohm. Để em quay tổng thể mặt sau cho các anh xem nha. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ vàng này vui làm cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Các anh có thể gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0931008099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết trước sau và chốt hàng ship hàng cho mình nha. Nãy giờ thì mình nghe qua CD rồi, bây giờ thì mình nghe qua điện thoại. Qua điện thoại thì chuyển về AUX giúp em. Mở lớn volume lên nha. CD, chức năng kết nối điện thoại, TV, máy tính qua ngõ AUX hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì liên hệ với bên em nha. Nhà em cách âm con sông dài.